Chào những người nghe mang dòng máu cây đỏ, chúc anh em một ngày mới an lành và vui vẻ. Giờ là nội dung chính của bản tin hôm nay. Cập nhật mới nhất về chấn thương của Maguire, Varane và Rashford. Những cách để MU xếp hàng thủ mà không có Varane và Maguire. Hình ảnh buổi tập mới nhất của MU. Rashford tiết lộ 11 tháng ác mộng. Anh em ủng hộ kênh bằng like, share và đăng ký nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Giờ mời anh em đến với nội dung chi tiết. Cập nhật mới nhất về chấn thương của Maguire, Varane và Rashford. Tin tức mới nhất từ phòng điều trị tại Old Trafford trước cuộc đụng độ sắp tới với Leicester City tại Wembley cho chúng ta biết rõ hơn về tình hình chấn thương của các trụ cột. Đầu tiên là Harry Maguire, chấn thương đang mắc phải là bắp chân. Vẫn chưa rõ liệu trung vệ này có kịp bình phục để trở lại sân vận động King Power sau khi dính chấn thương bắp đùi trong trận thua Aston Villa hay không. Chấn thương này đã khiến Maguire không thể tham dự cùng tuyển Anh trong đợt tập trung lần này. Nhìn chung với bản cập nhật mới nhất thì chúng ta thấy có thể Maguire vẫn còn cơ hội kịp bình phục cho trận đấu vào cuối tuần. Tiếp theo là Raphael Varane, với chấn thương là bắp đùi. Man United bây giờ có thể không có sự phục vụ của hai trung vệ tốt nhất cho trận đấu với Leicester City sau khi Varane buộc phải rời sân trong hiệp 1 ở trận đấu tại UEFA Nations League của Pháp trước Tây Ban Nha. Hậu vệ này sẽ trải qua cuộc kiểm tra y tế tại Manchester United vào hôm nay sau khi trở lại câu lạc bộ để đánh giá mức độ chấn thương. Có thông tin cho rằng Varane có thể phải ngồi ngoài trong vài tuần. Nếu đúng như vậy, anh ấy sẽ bỏ lỡ những trận đấu rất quan trọng sắp tới. Cuối cùng là Marcus Rashford với chấn thương vai. Trong khi Solskjaer có thể không có hai cầu thủ trung vệ tốt nhất thì nhiều khả năng sẽ được tăng cường sức mạnh cho hàng công với sự trở lại của tiền đạo Marcus Rashford. Tuyển thủ Anh đã phải ngồi ngoài từ đầu mùa giải sau ca phẫu thuật chấn thương vai. Anh ấy đã trở lại trong trận giao hữu kín với Queen's Park Rangers vào tuần trước và hiện tại có vẻ đã đủ sức khỏe để ít nhất thi đấu một hiệp trong trận đấu với Bầy Cáo vào thứ Bảy. Những cách để MU xếp hàng thủ mà không có Varane và Maguire. Đội bóng của Ole Gunnar Solskjaer sẽ trở lại vào chiều thứ Bảy khi có chuyến làm khách đến sân vận động King Power và có thể buộc phải thi đấu mà không có hai trung vệ tốt nhất là Maguire và Varane. Điều đó có nghĩa là United không có bộ đôi đối tác phòng ngự trị giá 123 triệu bảng. Và sau đây là những giải pháp để cho Solskjaer có thể giải quyết vấn đề này. Thứ nhất là dùng hai trung vệ tốt nhất còn lại. Sự lựa chọn hợp lý nhất sẽ là dùng hai trung vệ giàu kinh nghiệm nhất hiện có với Eric Bailly và Victor Lindelof vẫn là những lựa chọn chất lượng ở Premier League, trong khi Phil Jones có thể ngồi dự bị sau khi đã hoàn toàn bình phục chấn thương. Bailly và Lindelof vẫn đang chiến đấu để trở thành lựa chọn thứ ba ở vị trí trung vệ trong mùa giải này và cả hai sẽ có cơ hội để chứng minh năng lực vào cuối tuần. Chơi với ba trung vệ, một chiến thuật đã được sử dụng trước đây, đó là khi Solskjaer chuyển hình sang sơ đồ 3-5-2 và sử dụng Luke Shaw trong vai trò trung vệ lệch trái, vị trí đã chứng kiến anh chơi tốt vào mùa giải năm ngoái. Việc chuyển đổi sơ đồ chơi sẽ cho phép Alex Telles chơi ở vị trí hậu vệ trái, với Aaron Wan-Bissaka đã lựa chọn ở phía bên kia hàng thủ. Với việc chuyển đổi sơ đồ như vậy, cũng sẽ giảm bớt một số trách nhiệm phòng ngự của tiền vệ trung tâm và cho phép United chơi với Pogba ở vai trò này thay vì vị trí chạy cánh trái. Cuối cùng là kéo tiền vệ về. Cách cuối cùng là kéo một tiền vệ về vị trí trung vệ, cho dù sẽ đá với hai hoặc ba trung vệ. Scott McTominay đã thường xuyên chơi ở vị trí trung vệ khi về tuyển Scotland, trong khi một động thái như vậy cũng có thể sẽ phù hợp với Matic, miễn là anh ấy có hai đồng đội cơ động bên cạnh để hỗ trợ. Anh em thấy những phương án trên có hợp lý không? Hình ảnh buổi tập mới nhất của MU. Hôm qua Manchester United đã có buổi tập để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng gặp Leicester City vào cuối tuần này. Huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer vẫn chỉ đạo các học trò ra sân tập luyện trong lúc loại trận quốc tế đang diễn ra. Những cầu thủ không được gọi lên tuyển tập trung lần này đã ra sân để duy trì thể lực. Marcus Rashford cần đạt được trạng thái thể lực tốt nhất. Tiền đạo này vừa ghi cú đúp trong trận giao hữu kín của kỳ đỏ. Không khó để nhận thấy rằng Rashford quyết tâm trở lại mạnh mẽ nhất có thể. Điều đó được Rashford thể hiện trong các buổi tập gần đây. Đáng chú ý, để có được quân số tập luyện, huấn luyện viên Solskjaer đã trao cơ hội cho các cầu trẻ của học viện. 8 măng non đã được đôn lên tập luyện cùng với đàn anh ở buổi tập ngày hôm qua, gồm có Alvaro Fernandez, Marc Jurado, Joe Gil, Dylan Hogueves, Charlie McNeil, Charlie Savic, Wijon Haley và Charlie Westland. Donny van de Beek cũng nỗ lực không ít trong các buổi tập. Anh muốn được huấn luyện viên Solskjaer sử dụng trong phần còn lại của mùa giải. Nếu có được ra sân, khả năng van de Beek tìm kiếm bến đỗ mới trong kỳ chuyển nhượng mùa đông là rất lớn. MU hiện tại không có lực lượng tốt nhất khi Raphael Varane vừa chấn thương. Vì thế, cơ hội sẽ đến tại Eric Bailly và cả Phil Jones. Hai trung vệ này cũng đã tập luyện rất chăm chỉ để có cơ hội được chứng minh năng lực của mình. Laurent Blanc tiếc nuối vì không đến MU sớm hơn. Laurent Blanc từng là một ngôi sao bóng đá Pháp lừng lẫy trong thời đoạn từ năm 1989 đến năm 2000. Ông đã có 98 lần khoác áo Les Bleus cùng với đội tuyển quốc gia
cựu cầu thủ Marseille đã vô địch World Cup 1998 và Euro năm 2000. Với đẳng cấp và tiếng tăm của bản thân trong quá khứ, Laurent Blanc khiến nhiều đội bóng lớn và chú ý. Sir Alex Ferguson từng có định chiêu mộ Blanc cho MU vào năm 1996. Đáng tiếc là thương vụ này bất thành vì cựu cầu thủ người Pháp đã lựa chọn Barcelona từ trước. Dù vậy, sau bao nỗ lực, Ferguson cũng chiêu mộ được Blanc vào mùa hè năm 2001. Mới đây, tham gia buổi phỏng vấn trên Panenka, Laurent Blanc cho rằng việc không gia nhập Man United sớm hơn là điều khiến ông cảm thấy tiếc nuối. Khi tôi 36 tuổi, tôi mới khoác áo Man United. Điều đó giúp tôi có sự nghiệp lẫy lừng hơn. Nhưng điều thú vị là trước đó, khi tôi đến Barca, Sir Alex Ferguson đã gọi cho tôi và muốn tôi thi đấu cho Man United. Song tôi không thể làm điều đó vì đã ký hợp đồng với Barca rồi. 5 năm sau, ông ấy gặp lại và nói với tôi muốn cậu thi đấu cho Man United ít nhất một mùa giải. Chúng tôi có nhiều hậu vệ trẻ tiềm năng như anh em nhà Neville, Ferdinand hay Webb Brown và cậu có kinh nghiệm dành cho bọn họ. Mọi thứ diễn ra thật tuyệt và tôi cảm thấy tiếc vì đã không đến nước Anh sớm hơn. Rashford tiết lộ 11 tháng ác mộng. Mùa hè năm 2021, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Marcus Rashford quyết định phẫu thuật điều trị dứt điểm chấn thương vai. Tiền đạo 23 tuổi cho biết anh đã phải sống với chấn thương này từ tháng 9 năm ngoái và không phẫu thuật cho đến kỳ Euro 2020 vừa qua. Tính cả Euro, Rashford thi đấu tổng cộng 65 trận cho Man United và đội tuyển quốc gia Anh ở mùa giải trước. Sau khi phẫu thuật, Rashford đã trở lại tập luyện đầy đủ và đã ghi 2 bàn thắng trong trận giao hữu kín vào tuần trước. Mới đây chia sẻ với BBC, tiền đạo này đã tiết lộ bản thân đã phải trải qua 11 tháng ác mộng khi sống chung với chấn thương khiến anh không thể có thể trạng hoàn hảo nhất. Anh nói, sự phục hồi của tôi không thể nói là mọi chuyện đã kết thúc vì rõ ràng tôi phải tiếp tục chăm sóc vết thương. Nhưng tôi đang ở một trạng thái tốt hơn nhiều về mặt thể chất và tinh thần. Năm ngoái là một mùa giải rất dài đối với tôi. Tôi sẽ nhận thương này vào cuối tháng 9 và dần dần nó trở nên tồi tệ hơn. Tuy nhiên, bây giờ tôi đã thoát khỏi điều đó, tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Lần ra sân thi đấu cuối cùng của Rashford là trận chung kết Euro 2020 trước đội tuyển Ý vào tháng 7. Trong trận đó, số 10 của kỳ đỏ đã hỏng một quả phạt đền, trở thành nạn nhân bị phân biệt chủng tộc sau trận đấu cùng với Jadon Sancho và Bukayo Saka. Những lý do MU nên để Pogba ra đi. Pogba sẽ hạ hợp đồng vào mùa hè tới và khả năng sẽ khiến quỷ đỏ thâm lỗ một lần nữa. Vì nhiều lý do khác nhau, Man United không nên tiếp tục níu kéo Pogba, thay vào đó là hướng đến một cuộc sống sau khi chia tay tiền vệ này. Điều đó có thể là hoàn toàn hợp lý khi mà chúng ta xét đến những lý do sau đây. Đầu tiên là Pogba không còn xuất sắc nhất ở hàng tiền vệ. Pogba từng là trái tim nơi tuyến giữa của Man United, nhưng giờ đây biệt danh đó phù hợp hơn với Bruno Fernandes. Và dù được coi là tiền vệ hàng đầu châu Âu khi đã giúp Pháp vô địch thế giới, nhưng không phải lúc nào Pogba cũng thể hiện được phong độ tương tự trong màu áo câu lạc bộ. Thứ hai là không đóng góp vào phòng ngự. Đây đã là vấn đề được nhắc đến từ lâu của Pogba, nhưng anh đã được châm trước vì vai trò quan trọng trong tấn công. Nhưng hiện tại với Ronaldo trong đội hình, Man United không thể chấp nhận một tiền vệ thường xuyên bỏ vị trí để lên tấn công. Việc tái ký hợp đồng với Pogba sẽ khiến Solskjaer đau đầu trong việc tìm ra phương án chống phản công. Thứ ba là Pogba không nề nang câu lạc bộ. Dù cũng trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Quỷ Đỏ, nhưng Pogba chưa từng tạo được cảm giác anh muốn hết lòng gắn bó với câu lạc bộ. Pogba đã có nhiều cống hiến cho MU, đã chọn United khi không được dự Champions League, nhưng ở những năm qua, bằng nhiều cách, anh đã tạo ra bầu không khí tiêu cực trong câu lạc bộ để làm lợi cho sự nghiệp của mình. Những phát biểu về tương lai của Pogba và người đại diện của anh ấy luôn rất thẳng thắn, không có sự kiêng dè, gây nên cảm giác là MU bị lép vế trước cầu thủ thời gian qua. Cuối cùng là tiền cần chi tiêu ở nơi khác. Pogba được cho là có thu nhập gần 300.000 bảng trên tuần, đó là một con số lớn. Với tình hình tài chính không được chắc chắn trong bóng đá hiện nay, việc ràng buộc với một cầu thủ không còn cam kết với câu lạc bộ bằng mức lương lớn hơn khó có thể gây lợi. Trong khi MU vẫn còn những ưu tiên khác, câu lạc bộ cần thêm một tiền vệ phòng ngự và còn cả cuộc cạnh tranh với Hà Lan vào mùa hè tới nữa. Do vậy để Pogba ra đi nhằm giảm bớt quỹ lương là hợp lý. Trên đây là những thông tin nổi bật liên quan đến đội bóng ngày hôm nay. Để cập nhật sớm nhất tình hình của đội bóng thân yêu, mời anh em hãy like, share và đăng ký kênh. Xin trân trọng cảm ơn.